Hôm nào cũng có, bảo có mà có thấy đâu. Thời tiết đã ngớt hạt rồi, không có mưa, hơi âm u một chút thôi, và tiếng còi bắt đầu của trọng tài chính đã được vang lên. Để tiện cho toàn thể quý vị các bạn tham gia theo dõi thì ngay sau đây chúng tôi xin được phép công bố đội hình ra sân của cả hai đội bóng như sau. Quá nguy hiểm, không được. Không được. Chúng ta hãy cùng chờ đợi dứt điểm. Không vào. Pha xử lý rất long ngóng đến từ phía thủ thành bên phía cá thủ của dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm từ vị trí rất xa. Của hiệp thi đấu thứ nhất thì chúng ta vẫn thấy rằng cá thủ Rồng Vàng đang rất muốn có được một chiến thắng thuyết phục trước cá thủ Rồng Trắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thành công thì anh Biên đã có dứt điểm, không được. Lâm Vòi, tiếp tục là Lâm Vòi đối đầu với anh Bình. Sang tí là chết rồi. Linh Cao, nguy hiểm. Dứt điểm của Lâm Vòi, không vào. Hơn một nửa thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua, không vào. Không hiểu ý nhau, vẫn còn Thành Như, không vào, vẫn còn. Vẫn là Lâm Vòi, căng ngang. Đó là tình huống dứt điểm ngay. Đường chuyền, dứt điểm, đã có bàn thắng rồi. Quả dứt điểm rất tốt của đội trưởng mang áo số 25 bên phía cao thủ Rồng Vàng. Đó là Duy Thường. Một trong những tình huống phối hợp đá phạt rất tốt của Duy Thường và đồng đội của mình. Chúng ta hãy một lần nữa xem lại pha chuyền bóng rất tốt của Linh Trố. Nhưng cũng phải nói là cá thủ áo xanh đã bỏ rơi 1-0. 1-0 dành cho cá thủ áo vàng. Lâm Vòi rất khỏe. Linh Trố dứt điểm ngay. Lâm Vòi. Cơi, không vào. Pha đối mặt dứt điểm của Hồng Xuân. Cả hai đội sẽ quay trở lại sân với tỷ số tạm thời đang là 1-0 nghiêng về phía các thủ Rồng Vàng. Và người có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay đó là đội trưởng bên phía Rồng Vàng, cầu thủ má số 25 Duy Thường. Và tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai đã được vang lên. Duy Thường đã có hậu vệ bên phía áo xanh theo kèm rồi. Lâm Vòi dứt điểm, không được. Tình huống phối hợp rất nét đến từ phía các thủ Rồng Vàng. Linh Trố dứt điểm, không, vẫn còn. Không được. Như vậy đã có bàn thắng thứ hai rồi. Tình huống đốt lưới nhà đến từ phía cao thủ áo xanh. Công lớn trong bàn thắng vừa rồi thuộc về cầu thủ mã số 93, đó là Linh Trố. Đi bóng từ phía hành lang cánh phải, di chuyển về phía giữa sân và tung ra tình huống dứt điểm hơi nhẹ, thế nhưng rất nguy hiểm. Người thực hiện là đội trưởng Thành Nhựa. Đánh đầu. Vẫn là Linh Lốp. Vẫn còn Linh Lốp. Có dứt điểm không? Dứt điểm, không vào. Có Duy Thường, không vào. Linh Trố, vẫn là Linh Trố, chắc chắn sẽ có bàn nữa rồi. Đúng như vậy. Cầu thủ má số 93 thi đấu rất năn nốt và tự tin trong tình huống vừa rồi. 3-0. Chúng ta đang được xem lại pha xử lý rất tự tin đến từ phía cầu thủ má số 90. Bóng lại cho Đại Huỳnh, căng ngang. Cơ hội, không được. Thành Nhựa. Lâm Vòi. Tình huống căng ngang của Lâm Vòi vẫn còn. Chúng ta vừa được xem tình huống thi đấu rất dài đến từ phía cầu thủ mang
Nam Na Đàn sẽ đứng trước bóng và đã có bàn thắng thứ tư. Văn Hoàng. Văn Hoàng. Đó là tình huống dứt điểm được cồn. Được chuyển chính xác của đứa cồn. Văn Hoàng. Không được. Được chuyển rất tốt. Dương Sơn Ca. Đây là Nam Bơn. Không được. Nam Bơn đã hơi vội vàng trong pha xử lý. Vì mày. Đường chuyền rất nguy hiểm. Tình huống chạm bóng. Văn Hoàng đối mặt thủ môn. Vẫn là Văn Hoàng. Có bàn thắng tiếp theo hay không? Các đồng đội của Văn Hoàng. Cơ hội đã khá rõ ràng. Thế nhưng Văn Hoàng vẫn chưa thể ghi bàn. Cơ hội đã khá rõ ràng rồi. Tiếp tục là Văn Hoàng, khống chế bóng một rất tốt. Cơ hội, đó là anh Minh. Dương ICI. Thành Nhựa không vào. Vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Đức Cồn. Đại Huynh, vẫn là Đại Huynh và Văn Hoàng các bạn ạ. Không được. Văn Hoàng. Văn Hoàng, cơ hội. Đã có bàn thắng thứ 5 rồi. Và đó cũng là dấu chấm hết trong trận đấu ngày hôm nay. Và người ghi bàn cuối cùng là cầu thủ áo số 89 Huy Mai. Tỷ số chung cuộc là 5-0 nghiêng về phía các thủ rồng vàng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.